xót xa hình ảnh các bé mặc đồ bảo hộ kín mít trong khu cách ly. Mới đây, hình ảnh những em bé trong khu cách ly ở Điện Biên đã mặc đồ bảo hộ dành cho người lớn rộng thùng thình, kín từ đầu tới chân trong thời tiết nóng nực khiến nhiều người xót xa. Được biết, cháu bé trong bức hình này mới chỉ 2 tuổi, hiện đang được cách ly cùng bố mẹ và hai anh trai tại trường cao đẳng sư phạm Điện Biên. Trong những ngày này, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại nhiều tỉnh thành. Điện Biên là một trong những địa phương đang phải chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Nhiều em nhỏ thuộc diện F1 cũng phải vào khu cách ly tập trung. Bởi chưa được cung cấp đồ bảo hộ cho trẻ em nên các khu cách ly buộc phải dùng đồ bảo hộ cho người lớn để mặc cho các em. Số lượng học sinh là F1 ở tỉnh Điện Biên rất lớn, trong khi điều kiện vật chất còn thiếu thốn, không có đồ bảo hộ phù hợp cho các con. Trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Phạm Nhân Nam, giám đốc Sở Y tế tỉnh Điện Biên cho biết, các cháu bé trong bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội đang được theo dõi tại các khu cách ly ở thành phố Điện Biên. Hiện sức khỏe của cháu rất ổn định. Hiện tại bệnh viện Điện Biên đang hết sức khó khăn trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Chúng tôi đang phải tập mình huy động hết mọi nguồn lực và vẫn cố gắng đảm bảo điều kiện cách ly cho những người tiếp xúc gần với bệnh nhân, đặc biệt là các cháu nhỏ. Các con lọt phẩm trong bộ đồ y tế cho người lớn. Bởi điều kiện chưa có nên cơ sở vật chất còn thiếu thốn, số lượng học sinh các em nhỏ phải vào khu cách ly là quá lớn, trong khi chưa có đồ bảo hộ y tế cho các cháu. Tôi rất mong các nhà hảo tâm có thể giúp đỡ để tỉnh Điện Biên có điều kiện tốt hơn để phòng chống dịch bệnh. Mặc dù trời nắng nóng, các em bé này vẫn ngoan ngoãn mặc đồ bảo hộ y tế để chuẩn bị di chuyển sang khu cách ly khác. Lọt phẩm trong bộ đồ vừa dài vừa rộng chỉ lộ đúng đôi mắt ngơ ngác khiến ai nhìn vào cũng thấy thương cảm và xót xa. Giữa trời oi bức, các con phải mặc bộ đồ kín mít thùng thình khiến ai nhìn cũng thấy thương. Sau khi hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, hàng loạt các hội nhóm đã đăng tải và nhận về hàng nghìn lượt thích, bình luận và sự chia sẻ. Dân mạng để lại nhiều lời chúc đến các em nhỏ và bày tỏ sự quan tâm đặc biệt đến những em bé trong khu cách ly. Một số người bình luận, các con còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thương các con quá, chắc mặc bộ đồ này phải nóng nực và khó chịu lắm. Vậy mà các con vẫn ngoan ngoãn nghe lời chịu khó mặc bộ đồ cùng thần tiên. Xem ảnh các con, vừa xót, vừa buồn, vừa nhìn các con như những chú chim cánh cụt, thật đáng yêu.